các bạn. Hôm qua Nga đi bắt hào, sò, vòi voi, moon snail, rồi một cái loại ốc gì đó Nga không biết tên. Bên cạnh những cái hải sản Nga bắt được, Nga còn gặp những con hải sâm hay là sao biển. Hôm qua Nga có bắt cua nữa. Thì hôm nay Nga đốt lửa phía sau sân nhà để mình ăn barbecue hải sản nha các bạn. Đó, đây là cái lửa này Nga đốt để Nga lấy củi thôi, rồi Nga sẽ lấy Nga lấy cái than thôi. Và cái than nóng Nga sẽ để qua một cái lò nhỏ kia để Nga đốt, tại vì nếu mà mình đốt trên cái lửa như thế này á thì thức ăn không ngon mà bị hôi mùi khói. Còn nếu như mà không đốt như vậy thì lạnh lắm, mình ngồi ở ngoài ăn không có được. Bây giờ Nga cho các bạn xem những cái loại hải sản nào Nga sẽ nướng chiều hôm nay để ăn tối nha, và những loại nước sốt mà Nga đã làm nha. Đây các bạn, lửa đã đốt lên rồi, thì Nga đốt lửa để Nga lấy than qua để qua cái lò nhỏ bên này để Nga nướng, để mà lò củi này vẫn còn cháy để giữ ấm cho mình ngồi ăn tối. Thì tối nay Nga sẽ nướng hào với sốt mayonnaise, chút xíu Nga sẽ quay cái sốt cho các bạn xem ha. Và Nga nướng sò con rất là to các bạn, sò ở farm này rất là ngon, con sò dương đó, sò dương các bạn đó. Và Nga nướng một trái cà pháo đó. Đây là những loại sauce mà Nga làm. Thứ nhất là mỡ hành để Nga nướng sò dương và cà pháo. Cà tím. Nước mắm này Nga làm để ngồi Nga chế lên cà tím nè các bạn. Còn đây là sốt Nga làm để mà nướng hào. Sốt này Nga làm gồm có một trái, một củ hành tây vừa thôi các bạn, một cái quả trứng gà và hai muỗng sốt mayonnaise. Đó, trộn lên ăn rất là béo, rất là ngon các bạn. Còn đây là chén muối tiêu, nhưng mà Nga làm gồm có muối tiêu nè, đường nè, chanh nè, và đặc biệt là có mù tạt. Ăn rất là ngon nha các bạn. Cái này chấm hải sản là khỏi chê luôn. Còn một món ốc nữa Nga đang luộc ở bên trong hả. Một chút xíu mời các bạn ăn tối cùng Nga các loại hải sản nha. Đó, các bạn nghe tiếng chim hót không? Giờ này là khoảng 7 giờ tối bên đây rồi các bạn. Thời tiết thì hơi se lạnh tí xíu. Đó, bạn thấy hả? Nga để nguyên con hào lên, Nga nướng một hồi hào mở miệng ra, Nga sẽ bỏ một cái vỏ ở trên đi, Nga sẽ chế sốt lên. Khi nào sốt ráo trên con hào thì chúng ta sẽ thưởng thức. Mời các bạn cùng ăn tối với Nga nha. Bạn ơi, đây là, các bạn nhớ ốc hôm qua Nga bắt không? Đây, Nga luộc xong rồi, Nga luộc với gừng. Đây là chén nước chấm muối tiêu chanh mù tạt nè các bạn. Giờ lễ ốc ăn cho các bạn coi con ốc như thế này nè. Đây, con ốc như thế này nè các bạn. Đó, cái mài, có cái mài bên trong. Khi mình mở, mình lễ ra đó, gần như cái mài nó dính lại với nhau. Khi mà mình ăn, mình nhớ lấy cái mài ra bỏ. Nhưng mà một số con không hiểu sao nó cứ thụt vô trong các bạn. Mình phải lấy cái muỗng mình nại cái đầu nó thì mình mới lễ ra được. Đó, nhưng mà ăn cũng không ngon bằng ốc hương, nhưng mà không có ốc hương thì ăn tạm ốc này cũng được các bạn. Cũng dai dai, giòn giòn. Đây, bây giờ nha, ăn nha.
lễ con ốc ra như thế này nè các bạn. Đó. Bạn thấy cái gần quá khó thấy đây. Thấy cái mài không? Cái mài của đó, cái mài của con ốc nè. Đó mình chấm muối tiêu chanh mù tạt. Lấy cái mài ra. Ngon lắm các bạn. Đặc biệt là cái muối tiêu chanh mù tạt này nè. Cái lò này nó nhỏ quá, nướng được ít, thành ra thôi tạm bớt lửa lại nướng sò dương các bạn. Hôm qua bắt được 5 con sò dương chứ không phải là 4 con sò dương. Các bạn thấy cái vòi của con sò dương chưa? Ui da đã lắm, nó thích. Ngon lắm các bạn ơi. Barbecue mà nướng than là không còn gì bằng. Đúng không? Sò dương mở miệng nè các bạn. Giờ nó cho mở hành lên. Để vô lò cho cháy luôn các bạn. To ghê. Chưa mở miệng. Cho mở hành vô, mở hành nó lạnh. Đóng mở lại rồi đó các bạn. Nga không thích đậu phộng, ra Nga không có cho đậu phộng vô. Nướng sơ lại cái là ăn được rồi đó các bạn. Bạn thấy cái vòi to không? Sò dương này bắt nha các bạn nha. Đó, sò dương nướng mỡ hành kìa. Đó, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Ngon, ơi là ngon. Đây sò dương nướng mỡ hành nè các bạn, đã chín. Sò dương này Nga bắt nha các bạn. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Đây sò dương Nga cắt ra nè các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Nga không có chấm với nước mắm, Nga chấm với muối tiêu chanh mù tạt. Ngon quá các bạn ơi. Ngon lắm luôn á. Đặc biệt là mình tự bắt nữa, mình tự nướng tại nhà mình ăn nó ngon lắm các bạn. Ồ, đó. Hào mở miệng rồi nè các bạn. Giờ chế sốt lên nha. Chế sốt lên nướng cho khô lại. Chế sốt lên nướng lại nha các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Đó, đó, hào nè các bạn. Khô lại nè, sốt khô lại nè. Ngon lắm. Để lắm các bạn. Lại có sốt mayonnaise đó. Có trứng gà đó. Ngon lắm. Yeah.
Đây là món cà tím nướng mỡ hành, nướng trên bếp than nãy đó các bạn. Nhìn hấp dẫn không?